Xin chào buổi sáng mọi người, hôm nay là sáng thứ chủ nhật. Thì hôm qua là Duyên bắt đầu để lọc để mắm vào lọc rồi đó mọi người. Thì bây giờ sáng nay Duyên ngủ dậy, Duyên muốn mở ra để xem như thế nào nhá. Bây giờ mình sẽ quay lại để cho mọi người xem cái thành quả như thế nào ha. Không biết là tối hôm qua thì mắm nó đã cái tiến trình lọc đã được đến đâu rồi. Bây giờ thì mình cùng mở ra để xem nhé. Hôm qua cái phần mà lọc trước á, Duyên đã vớt những cái phần xác ra đây bớt. Tại vì nếu không thì nó sẽ bị đầy á mọi người. Và nó kiểu quá dai thì cái lọc mắm chảy xuống nó sẽ rất là lâu. Và Duyên thì Duyên háo hức quá cho nên là Duyên đã múc dần dần bớt. Cái lớp cuối cùng ở dưới đáy thì Duyên không có đụng vào để vì cái đó là một cái lớp lọc á, rất là tốt để giúp cho nước mắm của mình nó. Để xem từ bên này nó đã lọc bao nhiêu rồi. Đó, nó vẫn còn một chút như thế này. Bây giờ mình sẽ mở ở phía xem được mắm được nhiều nhá. Bây giờ Duyên phải để cái điện thoại xuống ra vì một tay cầm thì không thể nào mà lấy cái nguyên bưng lên cái này được. Bây giờ Duyên sẽ để ở đây. Để tạm thời đó nhá. Được mắm vẫn đang giọt giọt đây. Tầng này chắc là được 1 lít. Mọi người có thể kế hoạch 1,5 lít đó không? Thế này thì được 1 lít. Ui, 1 lít được mắm. Wow, nhìn màu rất là đỏ chất luôn á. Giờ mình sẽ phải múc cái phần ở trên, sau đó mình sẽ lọc lần hai. Cái này được 1 lít thì mình nghĩ chắc được rồi. Mọi người thì mình thấy nãy giờ mình vớt cũng được khá khá nhiều cái này á, cái phần này rồi chắc là phần để mà mình làm mắm quay thì phải. Mình sẽ để ra mình cái chậu này. Thật ra thì ở đây vẫn còn khá là nhiều mắm, nhiều phần để mà chảy ra mắm á, chảy ra nước mắm á. Mình nghĩ là mình sẽ để cho nó lọc thêm một thời gian nữa. Mình sẽ vớt những cái phần này trước khi nó bị nó quá khô. Thế này này, mình sẽ làm mắm được lần hai với cái này. Bám vào trong cái thanh. Cái vải này rất là lọc rất là tốt luôn á. Mình sẽ vớt bớt những cái này đi. Chắc cô mới ngủ dậy đang lục lịch để mà pha cà phê rồi. Buổi sáng lúc nào chắc cô cũng sẽ việc đầu tiên đó là dậy là sẽ đi pha cà phê liền. Chờ chắc tầm không biết vài tiếng nữa rồi sẽ vớt tiếp xong rồi. Mọi người giờ hai vợ chồng mình sẽ để nước mắm vào trong chai. Giờ vừa giữ trong ô tà không? Vừa bị đàn trong. Mỗi cái chai như này là 500 ml mọi người. Quá rồi ra cách. Thì ta sẽ thôi. Lô bê ta. Cái này là nước được cái trái rừng Tyrani mà Jaco uống. Jaco rất là thích uống loại này mọi người. Loại này thì nó rất là nhiều vitamin C. Ok, ok. Sang đây. Wow, nhìn đẹp quá trong á. Nhìn giống như kiểu nước Tyrani luôn. Là cái sao là cái Tyrani mà hù. Ok. Tiếp nào. Đang quay dựng chương điện thoại mình hết pin nên mình mở điện thoại Jaco. Onko se enää? Tuossa on paljon vielä. Löydä lisää liimaa. Ei mene lisää enää. Okei. Okay. Hơn 1 lít mọi người. Mà không có thái chai này được 1 lít. Con trong nuôi vẫn còn 1 tí. Dạ con nói cho không đủ. Rồi mau nước mắm đậm chất thép. Thép.
Ok, về là quả tin non nồng mắm của mình đã thành công rồi mọi người ơi. Rất là vui luôn mọi người. Chắc là nó sẽ còn thêm nữa. Giờ mình sẽ đầy trái lại trước khi mà. Wow. Đấy. Máy ở nhà có sẵn hai cái trái này, giờ cô uống. Nước mắm cô Duyên. Đẹp ha, màu đẹp chưa? Vàng ống như kiểu mất ống luôn nè. Ok, được hai chai là được sai rồi. Thì mình còn làm nước mắm lần hai nè mọi người. Thì đợt hai thì cái này chắc là gọi là nước mắm cột. Còn đợt hai thì nước mắm này mình thấy người ta bảo nước mắm cột này thì khá được chấm ngon. Còn đợt hai, nước mắm đợt hai thì mình sẽ mình sẽ làm để mà kiểu như kho cá này nó. Đây mọi người, bên này thì mình sẽ cho mọi người xem mình có một chút nước mắm này nè. Còn đây vẫn đang lọc tiếp thêm một tí 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 nữa. Rồi mình cho cái sạc mắm này vào lại. Bên này mình đã chuẩn bị cái nước muối mọi người. Nước muối nhưng mà mình đã giống như kiểu rửa mấy cái vợt này kia mà nó dính mắm nhiều, mình đã rửa vào đây cho nên là nhìn nó như vậy á. Khi nào mà xong thì mình sẽ đổ nước này vào trong cái thùng, trong cái bình chứa này, xong rồi lọc lại lần thứ hai thì mình sẽ ra được thêm nữa, thêm được mắm nữa. Trong này đã được 2 lít nước mọi người, để mình xem. Người ta mình xem YouTube thì người ta chỉ là nên đổ khoảng tầm đến sắp cái mặt của phần mắm này thôi, chứ không có đều quá nhiều để mà cái mắm mình ra nó ngon á. Đó. Ok, vậy thôi mọi người. Mình sẽ dừng video ở đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu mọi người thấy video hay thì đừng quên cho mình một like cũng như là đăng ký bấm chuông và chia sẻ. Tạm biệt. Vui quá là vui luôn á. Tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người video lần sau.